Mình xin chào tất cả anh chị em cô chú đồng ngư, những người đam mê chơi cá coi đang xem video này của mình nhé. Lời nói đầu tiên thì mình xin kính chúc cho mọi người cũng như là gia đình của mình luôn dồi dào sức khỏe, công việc của mình làm ăn ngày càng phát đạt nha. Trong video ngày hôm nay thì mình tiếp tục sẽ giới thiệu với lại mọi người một cái mô hình hồ cá coi mới, một cái cách làm lọc mới để cho mọi người tham khảo nhé. Trong thời gian qua thì mình cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi của anh em gửi về cho mình với cái nội dung là thấy Nhân chia sẻ rất là nhiều cái mẫu hồ lên kênh. Bữa nào thì em có thể review cái hồ nào mà đẹp nhất trong kênh của mình á lên để cho mọi người tham quan. Ngày hôm nay thì để đáp ứng yêu cầu này của mọi người thì hồ này mình đã được sự đồng ý của anh Tài ở tỉnh Thái Bình á. Anh Tài đây là một cái người rất là đam mê chơi cá coi nha. Hồ thì anh Tài đặt hết cái tâm huyết vào bên trong hồ của mình. Cách đây hơn một năm thì mình đã có chia sẻ hồ của anh Tài lên kênh một lần rồi. Nhưng mà thời điểm đó là anh Tài làm cái hồ của mình á, hồ chánh là tầm cỡ khoảng 8 khối thôi. Rồi sau một cái thời gian thì bây giờ cá trong hồ của anh Tài nó lớn, nó phát triển á mọi người. Thì anh Tài quyết định là cải tạo, mình làm cái hồ nó lớn hơn. Và theo đánh giá của mình, đây là cái hồ mà đẹp nhất trong kênh cũng như là đẹp nhất ở Việt Nam theo mắt của mình nhìn nhận nha. Ngày hôm nay thì nhân tiện anh Tài cải tạo lại hồ thì mình cùng với là mọi người ha sẽ xem cái tiến trình anh Tài làm hồ cũng như là cái hệ thống lọc hiện tại bây giờ anh Tài làm ra sao. Để ở nhà nếu mà mọi người đang có dự định làm những cái mẫu hồ nó to tầm cỡ khoảng 10 khối hoặc là 20 khối thì anh chị em cô chú có thể là tham khảo từ cái mô hình làm hồ đến cái cách mà anh Tài làm lọc luôn nha. Em làm phiền mọi người một tí xíu nha. Đây là thức ăn và thuốc tím của bên shop bên em á. Thì hiện tại bây giờ em đang cung cấp hai dòng sản phẩm này. Nếu mà anh chị em cô chú nào mình có nhu cầu á thì có thể liên hệ với lại Nhân qua số Zalo trên màn hình nha. Bây giờ mình sẽ quay một vòng xung quanh hồ của anh Tài để cho mọi người tham quan nha. Hồ này của anh Tài cái thời gian trước hồ chánh của mình là gần 10 khối nha mọi người. Nhưng mà mình nuôi một cái thời gian dài á, cá nó lớn. Bây giờ trong hồ của anh Tài con lớn nhất nó gần 1 mét rồi. Nên là anh Tài quyết định nâng cấp hồ cũng như là lọc để cho cá của mình nó có cái không gian bơi thoải mái hơn. Trước khi đi vô vấn đề chánh ngày hôm nay đó là mình cùng với lại mọi người sẽ tìm hiểu hệ thống lọc hồ của anh Tài. Thì thông qua video này anh Tài cũng có nhờ mình gửi lời cảm ơn đến anh chị em đã đồng hành cùng với lại anh Tài trong suốt cái thời gian làm hồ. Và gửi cái lời cảm ơn rất là đặc biệt đến hậu phương của anh Tài là bà xã của anh Tài nha. Đã đồng cảm cũng như là đứng phía sau ủng hộ anh Tài thực hiện cái niềm đam mê hồ tâm huyết của anh Tài. Một lần nữa thì anh Tài xin cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Và đặc biệt là anh em nếu mà xem video này, thấy hồ của anh Tài đẹp, hệ thống lọc hồ của anh Tài xử lý nước tốt, hiệu quả thì mọi người hãy cho anh Tài cũng như là gia đình một lượt like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thôi bây giờ mình cùng với lại mọi người sẽ xem lại cái tiến trình mà anh Tài làm hồ để mình xem coi là trong đây gồm những công đoạn gì và mình xử lý như thế nào. Để mình thí dụ như ở nhà có muốn khởi công làm một cái mẫu hồ nó hơi lớn á thì mình có thể là tham khảo cái cách mà anh Tài làm hồ nha. Để mà hoàn thành một cái hồ giống như của anh Tài á, thật sự nó rất là công phu, rất là nhiều bước luôn nha mọi người. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ liệt kê ra 8 cái bước cơ bản để cho mọi người tham khảo nha. Cái bước đầu tiên là mọi người phải xác định xem là hồ của mình đặt ở cái vị trí nào, cái thể tích nước bao nhiêu, rồi mình có tận dụng hồ cũ hay không. Hồ này thì anh Tài sẽ tận dụng hồ cũ nha mọi người, có nghĩa là mình sẽ nới rộng ra thêm nữa. Hồ chánh này của mình ở đây anh Tài dự định làm chiều dài là 6m, chiều ngang của mình là 2m8 trung bình và mực nước mình sẽ để nó tầm cỡ khoảng gần 1m3. Như vậy là tổng thể tích nước hồ chánh này của anh Tài thôi, nó rơi vào tầm cỡ khoảng 20 khối nha mọi người. Nó gần gấp 3 cái thể tích nước hồ cũ lúc trước của anh Tài nha. Đó là cái bước đầu tiên. Sang cái bước thứ hai là mình sẽ tiến hành lót bạt nha. Nói về cái vấn đề mà lót bạt này thì chắc có lẽ là anh chị em nào làm những cái công trình lớn á, thì cũng đều qua cái bước này. Tiếp theo thì mình sẽ đến cái bước thứ ba. Đến cái bước thứ ba là cái bước cực kỳ quan trọng nha mọi người. Cái bước này thì thay vì có thợ thì mình để cho thợ làm, nhưng mà anh Tài tự tay làm luôn. Đó là mình đi cái đường ống nha. Đi cái đường ống này rất là quan trọng nha. Nếu mà mọi người đi nó lệch hoặc là mình đi sai á, thì khi mà anh em vận hành hồ, cái luồng của mình nó sẽ không khớp được. Anh Tài làm tổng cộng là 3 hút đáy 90, 2 hút mặt 60 và 2 hút lửng 60. Mình sẽ lấy nước từ ngay chỗ hồ chánh đưa ra bên ngoài hệ thống lọc của mình để xử lý. Nói chung là sau một cái thời gian chơi cá coi á, thì anh Tài cũng rút ra được rất là nhiều cái kinh nghiệm và anh Tài có cái công thức riêng để vận hành hồ. Nói chung là cái công thức này thì anh Tài cũng đã chia sẻ rất là nhiều lần lên kênh của mình rồi. Nhưng mà ngày hôm nay sẵn nhân tiện anh Tài làm hồ mới á, thì mình chia sẻ lên một lần nữa để anh chị em cô chú nào ở nhà mình đang có dự định làm những cái mô hình hồ lớn á, tầm cỡ khoảng 10 khối trở lên thì có thể là tham khảo cái cách đi đường ống của anh Tài nha. Đến cái bước thứ tư là cái bước này cực kỳ quan trọng luôn nha mọi người. Đó là mình sẽ đổ bê tông nha. Mình đổ bê tông cho cái nền hồ của mình.
Ở sau đó là mình sẽ đến cái bước thứ năm là mình lên khung. Lên khung là mình lên cái hình hồ mọi người. Tiếp theo sẽ là đến cái bước thứ sáu, là cái bước này là trang trí nha. Trang trí ở đây thì anh Tài tự tay trang trí luôn. Nói chung là anh em mình chơi cá koi một cái thời gian dài á, mình sẽ có một cái niềm đam mê cực kỳ lớn. Và anh Tài đây là một người như vậy nha anh em. Tất cả những cái gì tâm huyết là anh Tài đều đặt vào bên trong hồ của mình. Nói chung là chỉ có những người tâm huyết thì người ta mới tự tay làm những cái hồ lớn như vậy được mọi người. Đến cái bước thứ bảy là rất là quan trọng nha. Cái bước này là mình sẽ tiến hành chống thấm nha mọi người. Chống thấm thì có rất là nhiều cách chống thấm, nhưng mà nếu mà anh chị em cô chú quan tâm đến cái cách chống thấm của anh Tài sử dụng vật liệu gì á, thì có thể là để lại cái phần comment bên dưới ha, thì mình sẽ chia sẻ chi tiết để cho mọi người hiểu hơn. Sau khi mình chống thấm rồi sẽ đến cái bước cuối cùng, đó là mình sẽ chải tím. Chải tím thì mọi người có thể là chải tầm cỡ khoảng 2 3 ngày gì đó, rồi xong rồi mình chải lọc mình thả cá. Nói chung là còn rất là nhiều cái bước cơ bản nữa, nhưng mà ở đây thì mình chỉ tóm ngắn gọn lại trong 8 cái bước này thôi để cho mọi người tham khảo. Thì nếu mà ở nhà anh chị em cô chú nào mình đang có dự định làm những cái mỏ hồ nó lớn trên khoảng 10 khối á, thì mọi người có thể là tham khảo cái cách mà từng công đoạn mà anh Tài làm hồ nha. Thì sau khi mà mình làm xong hết những cái công đoạn đó rồi thì đây là cái thành quả của anh Tài nè mọi người. Như anh em thấy là cái chất lượng nước của mình rất là trong và cá của mình cực kỳ khỏe luôn. Đặc biệt là ở đây nó tạo cho mình một cái không gian rất là đẹp nha. Vào những cái dịp cuối tuần á, thì gia đình mình sum họp mình làm những cái bữa party nhỏ ở đây rất là lý tưởng luôn nha mọi người. Đây là một cái không gian mà nó giúp cho anh Tài giảm bớt đi những cái căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sống sau những cái giờ làm việc nha anh em. Thì một lần nữa anh Tài nhờ mình gửi lời cảm ơn chân thành đến hậu phương của anh Tài là bà xã đã ủng hộ anh Tài trong cái vấn đề làm cái hồ tâm huyết này nha. Bây giờ ngay chỗ cái phần hệ thống lọc của mình á, sau khi mình vận hành như thế nào thì thôi bây giờ ở đây mình sẽ nhờ anh Tài ha, sẽ chia sẻ cụ thể chi tiết để mình cùng với lại mọi người coi là hiện tại bây giờ cái bộ lọc của anh Tài mình hoạt động như thế nào nhé. Đấy, nước trong vắt. Cá của mình size 7x và 8x rồi. Có 3 con 6x thôi. Tổng hồ bây giờ là 21 em. Con Karashi này là ship 8x rồi này. Nhìn ngoài nó phê lắm. Đang đói đấy, chúng đang đói, đang đòi ăn đấy. Hồ của mình có một lên thác, trên thác có hồ một ô tầm gần 2 khối, mình trồng phút dứa để chúng lọc nước cho nó trong á. Đấy, cá này mình đứng đây nó lại bơi lại đây rồi này. Đấy, các bạn thấy thích không? Mình đứng đây nó lại bơi lại đây rồi này. Cá thì không được miễn bản miễn chê. Đây là tất cả đam mê của mình ạ.
mình tâm huyết của mình dành hết vào đàn cá rồi đấy. Hồ của mình tổng thể là 28 khối, hồ chính 20 khối và hệ lọc 8 khối. Đây là ngăn lọc đầu tiên này. Ngăn lọc đầu tiên mình trồng sầu bà này. 3 hút đáy 90, 2 hút mặt 60, 2 hút đỉnh 60 đều về ngăn lắng đầu tiên. Ngăn này mình có đặt một máy bơm chế độ hút phân tự động. 3 tiếng hút 2 phút, 3 tiếng hút 2 phút. Phải có ngăn sâu xuống hố lắng sâu xuống để đặt bơm nhá. Sang 6 ống thông ngăn 110, sang ngăn thứ hai. Ngăn thứ hai thì mình đặt có một tấm xi măng thôi, còn lại là trồng dứa. Trồng phút dứa luôn. Cũng 6 ống thông ngăn. Sang ngăn thứ ba này, đây 6 ống thông ngăn. Sang ngăn thứ ba, ngăn lắng thứ ba này là của mình đặt 3 tấm gì mắt. Đầu tiên chặn vào một phút sỏi đằng sau. Đấy. 11 hàng sỏi. 130 cái sỏi. Đấy. Sang ngăn thứ tư là ngăn gì mắc là cũng sang đây là 7 ống thông ngăn 110. 7 ống thông ngăn 110 này. Đấy, nước sang rất là êm. Ngăn thứ tư là phút gì mắc. Và sang ngăn thứ năm là cũng 7 ống 110. Ngăn thứ năm là Kenneth. Và gắn nét sang ngăn bơm của mình là 6 cái bơm và một và sứ thanh, 6 hộp sứ thanh. 6 cái bơm thì mình mua một bơm lên tháp 15.000, còn 5 bơm là mình cho ra thổi luồng. 5 bơm của mình là 105 khối cho thổi luồng. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 cái bơm. Vừa rồi thì anh Tài đã chia sẻ với lại mọi người rất là chi tiết cái hệ thống lọc mà anh Tài vận hành cho hộ của mình. Không biết là mọi người sau khi mà xem qua cái hệ thống lọc hồ của anh Tài như thế nào á, nhưng mà riêng cá nhân của mình nha. À, nhìn cái hệ thống lọc hồ của anh Tài rất là khủng nha mọi người. Có nghĩa là nước từ ngay chỗ hồ chánh mà qua bên hệ thống lọc của anh Tài, khi mà lại ngay chỗ ngăn bơm của mình á, là hầu như là không có một tí xíu gì gọi là cặn li ti hết nha anh em. Ở đây thì anh Tài vừa mới hoạt động tầm cỡ khoảng 1 tuần 10 ngày thôi, nhưng mà trong thời gian sắp tới, khi mà những cái cây dứa của mình nó ra rễ nữa, thì cái chất lượng nước của mình nó sẽ hoàn toàn khác nữa nha mọi người. Nó sẽ tốt hơn và cái hệ vi sinh của mình nó phát triển tốt hơn nữa. Thật sự là khi mà xem qua hệ thống lọc hồ của anh Tài cũng như là cái quá trình mà anh Tài làm hồ á, mình cũng học hỏi thêm được rất là nhiều các kiến thức. Ngày hôm nay thì mình cùng với là anh Tài đã giới thiệu với là mọi người một cái mô hình hồ cá coi tầm cỡ khoảng 20 khối hồ chánh. Hệ thống lọc của mình xử lý nước rất là chuẩn để mà nuôi cá coi Nhật. Thì nếu mà anh chị em cô chú nào ở nhà mình có không gian rộng, mình đang có cái nhu cầu làm những cái mẫu hồ nó tầm cỡ khoảng 10 khối đến 20 khối, thì mọi người có thể là tham khảo cái cách mà anh Tài làm hồ cũng như là cái cách mà anh Tài hoạt động hệ thống lọc cho hồ của mình nha. Thôi mình xin phép cũng kết thúc video tại đây luôn nha anh em. Thì cũng đại diện cho bên kênh đó anh Tài, em cảm ơn rất là nhiều đã chia sẻ những cái thông tin rất là hữu ích, cũng như là cái mẫu hồ rất là đẹp lên kênh để cho mọi người tham quan. Thì đại diện cho mọi người đam mê chơi cá coi nói riêng và tất cả anh chị em cô chú xem được video này nói chung, em xin kính chúc cho anh cũng như là gia đình của mình luôn dồi dào sức khỏe, công việc của anh làm ăn ngày càng tiến triển và phát đạt hơn nữa nhé. Mọi người xem video thấy những cái mình cũng như là anh Tài chia sẻ nó hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ hai anh em mình để có cái động lực làm thêm những video kế tiếp nhé. Một lần nữa mình xin chúc cho tất cả mọi người xem video vui vẻ nhé. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way.
You're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really